Chào buổi trưa. Hôm nay có một cặp kính. Đó. Kính 81 màu trắng. Rồi, đây. Lần đầu lấy được cái cặp này về. Có một số anh em cũng có hỏi cái này. Mà bữa giờ cũng không có hàng thì bây giờ mới có hàng. Rồi đây cặp kiến 81 ha. 81 thì là 86. Chân còn đẹp ha, mặt sau đẹp. Lá ngò luôn. Này có đánh lại, có đánh bóng lại. Đánh bóng lại đấy. Chiến này sơ mụn ok. Đây coi tổng thể chút xíu. Đây cái kính trắng. Ok, anh em nào có nhu cầu kiếm cặp kính này alo cho mình ha. Số điện thoại bên trên 0982116306, giá inbox alo trực tiếp nha. Bác sĩ nên không có báo giá trực tiếp, sợ giang hồ nó chém. Rồi mình không ship COD nha, chuyển khoản trước ship hàng sau. Ok.